Chúng ta xỉu chào tất cả anh em kênh chuyên chia sẻ hướng dẫn cách soi cầu bắt cầu tài xỉu. Và hôm nay mình sẽ cập nhật một chút ưu đãi khuyến mãi về 68 game bài. 68 game bài đang có ưu đãi khuyến mãi nạp đầu lên đến 100% cho những em tham gia và tặng 2% cho mỗi một đơn nạp hàng ngày, và đặc biệt là tặng cho anh em tuân thủ là 30k để anh em thể khởi nghiệp, và 30k này anh em có thể chiến đấu tất cả các sảnh các trò chơi có trong 68 game bài anh em nhé. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục vào chiến đấu kiếm lúa và sẽ chia sẻ cho anh em những kỹ năng kinh nghiệm để anh em có thể áp dụng đơn giản hiệu quả. Anh em theo dõi video có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật những cái tin tức mới nhất nha anh em nha. Xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ thêm cho anh em một cái bước tính xí ngầu, được chưa? Có ba cái điểm xí ngầu để anh em dựa theo, đó chính là xí ngầu 1 này, đấy, cộng xí ngầu 2 và thêm là xí ngầu 3 ở đây. Và chúng ta là có ba điểm xí ngầu đúng không? Ví dụ xí ngầu 1 đó là 4 đi, xí ngầu 2 đó là 5, xí ngầu 3 đó là 1. Chúng ta lại có đây là một cái điểm 10 đúng không? Và trong một cái, đây mình sẽ ghi cầu này 10 đây. Thì trong cái ba điểm này thì em sẽ lấy những cái điểm nào mình xác thức. Ví dụ em lấy lại cái điểm xí ngầu 2 là 5 đúng không, bỏ qua xí ngầu 1 và xí ngầu 3 thì lấy nguyên xí ngầu 5 thôi, là chúng ta là có một cái 5 điểm lẻ. Đấy, điểm lẻ này thì em sẽ bắt tài cho mình 11 ở đây là tài, ví dụ là 12 đúng không, ok, được tài 12. Và đây nhá, thì chẳng tài 10 xỉu như thế nào, thì đây, thì đây là cái điểm 1 này, 3 này, 5 này, 7 và 9 thì chúng ta bắt vào tài. Đây là cái điểm lẻ đúng không? Còn 0, 2, 4, 6, 8 thì chúng ta bắt vào xỉu nha nhé. Đây là cái bước để mình soi. Và tiếp tục, một con tài 12 thì nó có thể chạy theo xuống là 5, 5, 4, 3 đúng không? Tài 12 thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ soi vào cái điểm 92, biết nó là chạy không thể. Thì nó là 4 đúng không? 4 thì chúng ta đã có và xỉu, chúng ta phải bắt vào 12-9 đúng không? Thế là cầu 1-1 anh em nhé. Và tiếp tục, con xỉu 9 này chúng ta là có 1-4-3, cầu 4 là 3, làm con xỉu 2-3-4 nhầm anh em nhé, 2-3-4 là chúng ta có con xỉu 9. Thì chúng ta lại soi tiếp được xỉu 2, đó là 4 ở đây. Thì chúng ta phải có xỉu đúng không? Thế là gãy cầu, tức là buộc con xỉu 7 này. Đấy, 7 thì chúng ta có tiếp tục là 4-1-3 đúng không? Thế thì 3 này, à 1 ở giữa này là điểm lẻ này, chúng ta bắt tiếp con tài, con tài 13 đi, 73 đi đúng không? Chúng ta đơn giản đúng không? Và tiếp tục, con tài 13 thì chúng ta phải có là 4 này, 4 và 5 làm con tài 13 đúng không? Là chúng ta soi ở giữa này, đó là 4 là trắng, thì chúng ta phải có một con xỉu 10 đi. Đấy, đây là con số ví dụ anh em nha, con số mình phải xác suất thôi. Bất kỳ khi mà em gặp phải những cái điểm xí ngầu này em soi như thế nào thì em bật luôn y xì như thế, nhớ là chỉ lấy xí ngầu 2 thôi, còn 2 xí ngầu 1, xí ngầu 3 thì cứ tắt hết đi, tắt hết đi để nuôi xí ngầu 2 cái độ bị loạn, được chưa? Đấy, nếu được soi điểm xí ngầu cực kỳ là hiệu quả của mình, cứ từ tầm 10 tay thì chúng ta sẽ hút 9 tay, được chưa? Chứ nhiều khi mấy ông bảo là ăn 10 trên 10 thì chỉ có hôm nào may mắn thì ăn thâu nhỉ, còn hôm nào mà đen lắm thì chỉ mất một tay thôi, đúng không? Gọi là đấu đạp cầu, những người đạp cầu thì mình phải nhận ra kịp thì nó sẽ kiểu nó sẽ tự gãy đúng không? Nên vì thế mình chỉ gãy một tay thôi, mình không gãy nhiều. Nên là vì thế anh em cứ tự tin áp dụng với cách soi xí ngầu 2 của mình vào thì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao luôn nhé. Và nếu như mà chạy nghịch thì tức là sao? Thì hai tiếng này nó sẽ đảo nhau, tức là 1-3-5-7-9 nó không phải về tài, nó về xỉu, hoặc là 0-2-4-6-8 nó về xỉu, nó là nó về tài. Nhưng mà trường hợp mình ít xảy ra, nên là vì thế khi mà anh em soi em bắt ngược, ví dụ như con 5 ở đây thì anh em sẽ không phải là 5 mà ở tài nữa, đúng không? Ví dụ như 10 ở đây nhá, 5 không ở tài, nhưng mà 5 ở xỉu thì có thể là 5 vét 10 này, 4 nó không ở xỉu nữa, nó ở tài, tài đúng không? Thì đây là con tài 12 chẳng hạn đấy, thì 4 đây là không phải con xỉu đó, mà chúng ta là đi bắt nghịch, chúng ta đi bắt tài 11 đi đúng không? Và lên cái điểm lẻ thì chúng ta sẽ là có một con xỉu, và lên cái điểm chặn thì chúng ta phải có một con tài đúng không? Đấy, đấy là cái cầu anh em nhé, đây là cái cầu 2212 hoặc là 2211, đây là cái dạng cầu mà dạng đây là mình thấy cũng rất là nhiều ở trên những con game bài được thưởng, mình cảm thấy nó là một cái cầu cực kỳ là đa dụng ở trong tháng này. Và đấy là cách chạy thuận này, đây này, đây là thuận nha nhé.
thuận này. Còn đây là chứng minh này. Đấy, đây là chứng minh này nhá. Và hai cái cầu này nó có khác nhau hoàn toàn đúng không? Bởi vì là mỗi khi mà mỗi cái điểm nó chạy ra như này thì đều là có xác suất của nó và mình cũng tính được ra theo nó thôi, chứ không phải là mình dựa theo bất kỳ ở một cái điểm bịa ra nào đúng không? Và đây là con số mình lấy ví dụ, mình sẽ nhắc lại đây là con số mình lấy ví dụ. Còn khi mà anh em gặp phải những cái điểm phiên anh em chơi, những cái điểm phiên những điểm chính ngò đúng như thế nào bắt nguyên y xì như thế cho mình, từ những con ở chính ngầu ví dụ 6, chính ngầu 1 cũng xoay hết, 1 là lẻ bắt có tài, hoặc không nào chạy nghịch thì 1 là lẻ thì chúng ta bắt phải xỉu đúng không? Còn con 6 thì thôi, nó là điểm chẵn thì nào thuận thì nó vẫn là xỉu, nó lẻ thì vẫn là tài. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia cuộc chơi em nhớ kỹ và soi và tìm cái xu hướng chạy của nó nhé, thì tầm 2-3 tay đầu trong phiên đấy thì em chỉ cần 2-3 tay đầu nó chạy không đấy là cứ theo chẵn thì cứ theo thuận thì mình vẫn sống hệt như đây là cứ chẵn tài để xỉu, chẵn xỉu và lại tài, còn mà chuẩn bị thì cứ chẵn tài để xỉu anh em nhé. Nên là anh em ghi nhớ cho mình ở chỗ này và mình sẽ bổ tốt hơn cho anh em một cách đi vốn phù hợp với cái đoạn này nhé, đủ combo luôn chưa. Cái nhiệm vụ đơn giản thôi, ví dụ mức vốn của anh em có là 10 củ mức vốn phổ thông đi để cho nhiều anh em tiếp cận được nhé, thì anh em sẽ tính ra là 5 tay đúng không, 5 tay cho mình, mỗi tay thì anh em sẽ đi ví dụ là 2M, mỗi tay đi 2M anh em nhé, hai m 5 tay này anh em hút thành công thì anh em có là tổng kết ra đây là chúng ta là có là 10M rồi. Đấy. Thành ra là chúng ta sẽ có một mã 20M về tài khoản đúng không? Rất chi là đơn giản thôi. Bởi vì là riêng cái gì cái công thức cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ đến với anh em thì cái tỷ lệ thành công nó cực kỳ là cao luôn anh em nhé. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia chơi thì em nhớ áp dụng cái soi điểm chính ngầu 2 của mình đảm bảo là hút 100% luôn. Đấy thì video này chỉ kết thúc ở đây và hẹn anh em ở những video sau mình lên những công thức hay hơn nữa và cái chiến thuật chơi cực kỳ là ổn hơn nữa để anh em có thể tham khảo tham gia vào chơi cái bộ môn này nhá. Ok thì chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video sau. Bye bye anh em nhá.